Xin chào các bạn. Bây giờ đang là 2 giờ chiều của ngày thứ tư. Giờ này miền Bắc đang gánh chịu một cái thiên tai vô cùng lớn và một sự mất mát vô cùng nhiều ở các tỉnh phía Bắc. Hà Nội thì đang gánh chịu những cái lượng mưa rất là lớn và các đường phố đang ngập dần lên. Phía thượng nguồn thì Trung Quốc đang xả lũ. Chúng ta là ở phía hạ lưu cho nên sức ảnh hưởng là rất lớn. Và sắp trong khoảng vài giờ tới thì chưa biết được đường phố Hà Nội sẽ như thế nào. Thưa các bạn, cũng vì mưa gió cho nên vợ tôi, con tôi, học trò của tôi và những người hỗ trợ công việc gia đình đã phải làm từ ngày hôm qua những cái công việc chuẩn bị đồ lễ, và vợ tôi đã phải chuẩn bị từ hôm qua đến giờ một cái đàn lễ cho các vong linh nhi và thai nhi của các tỉnh. Tất cả đã phải gói ghém lại ở trong các cái túi quà và đã phải đặt mua những cái đèn trung thu, vì hôm nay tôi cũng muốn tổ chức một cái tiệc trung thu cho các vong linh nhi và thai nhi của các tỉnh mà chúng ta vừa mới đi qua và quy tụ. Thưa các bạn, đây là việc mà vợ con tôi, học trò của tôi và người hỗ trợ công việc gia đình rất muốn làm, vì đó cũng là một hành động tích phúc tích đức rất là lớn. Thưa các bạn, lúc này, thời khắc này, thời điểm này, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang nỗ lực hết mình để đưa cuộc sống về trạng thái bình thường ở các tỉnh phía Bắc khi lũ rút, và đang gồng mình để cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn ở các tỉnh phía dưới đồng bằng. Tôi lại một lần nữa nhắc lại với các đồng chí câu nói của nhân dân đã dặn dò các đồng chí: đi đủ, về đủ, rõ chưa? Các đồng chí hãy cố gắng. Nhân dân luôn sát cánh bên các đồng chí và luôn luôn nhớ ơn những người lính, những người công an nhân dân trong thời chiến cũng như trong thời bình, luôn hết mình vì nước, vì dân. Cho tôi xin cảm ơn những người đang cố gắng hết mình vì đất nước, và xin tri ân tới gia đình các liệt sĩ. Đã có 2 liệt sĩ, mới tạm tính là có 2 liệt sĩ đã mất vì cơn bão vừa qua. Hôm nay thì chúng ta có 2 mâm tiệc. Mâm thứ nhất ở đây là cơm canh. Tôi sẽ quy tụ tất cả các vong linh của những người đã chết do cơn bão gây ra trên các tỉnh phía Bắc. Và cái mâm này chúng ta sẽ thiết tiệc cho các vong linh nhi. Và hôm nay thì tôi sẽ lại dành một đặc ân cho những vong linh đã mất vì thiên tai ở các tỉnh phía Bắc. Tôi sẽ chia làm 2 tốp. Tốp thứ nhất lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh đã chết trên các tỉnh phía Bắc do thiên tai gây ra, đặc biệt đưa rước vong linh liệt sĩ, các liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc cứu dân chống lại thiên tai dịch bệnh trong thời gian vừa rồi, về điện để dự tiệc khao thiên và lên thiên chuyển kiếp. Lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 50.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên các tỉnh
mà chúng ta đã đi qua trong chuyến đi vừa rồi, về điện, dự tiệc và lên thiên học đạo, chuyển kiếp. Bây giờ thì tôi sẽ để cho các bạn tương tác, đó là dùng bài để kiểm tra lệnh. Rất là tuyệt vời thưa các bạn. Cái thời điểm này tâm linh tác động rất cụ thể. 7, 8. Sao lại linh ứng đến thế thưa các bạn? Tôi cần làm một hành động này đi. Em quay vào đây nào, để cho mọi người biết được rằng đây các lá bài nó đều giống nhau. Tại vì để cho nó mang tính minh bạch nhất thì các bạn có thể thấy các cái lá bài, ví dụ 7 cơ, 8 cơ, nó đều giống cái lá bài này. Đó là sự hiện hữu của tâm linh, thưa các bạn. Bây giờ thì trong lúc chờ đợi, tôi giải thích một chút. Tôi vừa nhận được một tín hiệu, tôi giải thích một chút. Cây 10 bích. Có những người mẹ vừa mới mất trong dịch vừa rồi, họ không muốn đi, họ muốn ở lại để che chở cho gia đình và cho những đứa con. Tôi tôn trọng điều này. Còn bây giờ thì, thưa các bạn, việc trần tôi tạm gác sang một bên để nhường cái niềm vui cho các vong linh nhi và thai nhi một chút thôi, trước khi rời cõi này chuyển kiếp, cho các vong linh nhi được hưởng một không gian, không khí của ngày rằm Trung Thu. Mời các bạn chúng ta cùng nhau nghe bài hát Rước Đèn Ông Sao, một bài hát rất hay dành cho các cái tầng lớp gọi là thiếu niên nhi đồng. Và các vong linh nhi cũng muốn được nghe những bài hát này. Mời các bạn. Chiếc đèn ông sao.
Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa tất cả các vong linh nhi và thai nhi của các tỉnh chúng ta vừa đi qua lên thiên học đạo chuyển kiếp và đưa các vong linh, những người đã chết vì lũ và những người lính đã chết vì công tác cứu hộ cho nhân dân. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh đưa tất cả các vong linh nhi và thai nhi và các vong linh đã chết bởi thiên tai lũ lụt của các tỉnh phía Bắc và vong linh của hai chiến sĩ lên thiên chuyển kiếp đầu thai. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lệnh. Được rồi, thưa các bạn. Một hành động khi kết thúc, nó sẽ mang cho tôi trạng thái vừa vui, vừa buồn. Thưa các bạn, tôi xin phép nói lại điều này. Tôi xin gác lại hiện trạng của trần gian để xử lý việc tâm linh. Chúng ta vừa nghe một giai điệu rộn ràng của bài hát Rước Đèn Trung Thu. Tâm trạng của tôi cũng khá là rối bời, buồn vui lẫn lộn, lo âu và suy nghĩ. Thưa các bạn, phải nói lại điều này, đó là các cái gói quà này bên trong đã có sữa, bánh, kẹo. Các cái giỏ bánh mà các bạn nhìn thấy kia, đó là công sức hai ngày của vợ và con gái lớn của tôi. Tất cả cũng chỉ mong muốn cho các vong linh nhi được lưu lại một hồi ức của cõi này trước khi rời cõi này để lên thiên chuyển kiếp đầu thai. Bây giờ thì sẽ là lúc tôi sẽ chia sẻ phúc đức đến với tất cả những cái tâm đã ra tâm và đồng hành cùng với vợ chồng thầy trò tôi. Lệnh cho Phổ Hiền Bồ Tát chia sẻ 60% phúc đức trong chuyến đi vừa rồi đến với những cái tâm đã ra tâm và đồng hành cùng với vợ chồng thầy trò trong chuyến đi vừa rồi. Thưa các bạn, phúc đức là vốn sống. Phúc đức là thứ nó giống như một chất kháng sinh để chúng ta chống chọi lại với những sự thanh lọc và đại thanh lọc của ba cõi này tới nhân gian. Phúc đức là cái chúng ta để lại cho hậu thế, để lại cho lớp sau, tức là thế hệ kế thừa của chúng ta, đó là con cái chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng làm những việc tốt, lan tỏa những điều tốt, suy nghĩ những điều tốt về nhau. Đó là một cách tích phúc, tích đức cho chính bản thân chúng ta. Còn với tôi thì tôi sẽ cho mọi người cơ hội tích phúc, tích đức thông qua những hành động cụ thể và thiết thực. Còn bây giờ thì tôi xin phép được kết thúc và về nhà để chuẩn bị xem thời tiết thế nào để lên đường vào miền Trung quy tụ tất cả các vong linh của các tỉnh miền Trung đang chờ đợi chúng ta. Tôi xin đọc lại danh sách các tỉnh chúng ta vừa đi qua, đó là Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Chúng ta sẽ đi vào trong. Và tôi xin thông báo như thế này, các tỉnh ở phía trong, tỉnh nào làm được mộ rồi thì tôi sẽ quy tụ ở mộ. Tỉnh nào chưa làm mộ thì tôi sẽ quy tụ ở nghĩa trang nhân dân của tỉnh đó, rồi quy tụ tất cả về điện. Các tỉnh chưa có danh sách mộ thì nếu như ai có gia tâm thì cứ liên lạc lại với tôi để tiến hành xây mộ, vì đó là một hành động rất quan trọng và rất tốt
cho sau này. Các bạn có thể thấy thời gian này sắc mặt của tôi rất xấu vì tôi phải dành cái năng lượng thiên của mình để đối kháng cũng như bù trì cho các vong linh nhi và thai nhi trên các tỉnh mà chúng ta đã đi qua. Cảm ơn những lời động viên của mọi người dành cho tôi. Cảm ơn những sự quan tâm và dõi theo của mọi người dành cho vợ chồng và thầy trò trên chặng đường sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.